Không, chào cả nhà, cả nhà. Thì hôm nay thành công lại tiếp tục công việc của thành công cả nhà ơi. Cũng thăm bẫy gắn như thường bữa cả nhà. Bữa nay tới luồng 7 anh bẫy anh chọn luồng cả nhà. Lúa. Chuột với mấy cái bể phụ với cái túi lưới cả nhà. Hôm qua thành công cũng có 3 ký mấy cả nhà ơi. Ngay mùa dịch này làm ăn cái gì cũng thất bại chứ cả nhà. Thành công mùa dịch thì dịch thành công vẫn đi thăm bẫy đều cả nhà. Biết sao được nhiều được cả nhà ơi. Thành công cũng không quên chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi cả nhà. Để cùng nhau phát triển chống qua mùa dịch Covid này coi sao cả nhà. Cũng đi thăm thường bữa với anh Bảy cả nhà. Cùng đi thăm với thành Bảy của bữa nay có hành khủng cả nhà. Những lần thăm Bảy vừa qua thành công yếu hành nhất quá cả nhà. Chúng thì có chúng nhưng không có hành nhất, cái thu hoạch cũng yếu cả nhà. Hôm nay thành công thăm ơi, có một vài con khủng khủng quay cho cả nhà mình xem coi sao. Giờ nước cạn rồi cả nhà. Hai anh em cũng còn ngồi đợi chứ chưa thăm cả nhà. Thành công tạm dừng máy đây, chút tới 7 thành công quay cho cả nhà mình xem ha. Cả nhà ơi, tới điểm luôn cả nhà ơi. Đây thành công có cái đầu tiên cả nhà. Ai đi rồi đắt cái gì quá trời luôn. Trời ơi. Cái đầu tiên chết chuột cả nhà. Thành công ấp máy cả nhà. Điểm không hên rồi cả nhà. Đây thành công con cái nữa cả nhà. Này luồng 7 này anh đẩy anh chọn địa hình thì rồi được cũng mấy ký cả nhà. Còn chuột luôn, cái thứ hai còn chuột không dính luôn cả nhà. Kỳ vậy ta. Thành công ấp máy cả nhà. Đây thành công con cái thứ ba luôn cả nhà ơi. Tình hình gì chắc thắt nữa quá cả nhà. Có rồi nghe. Gì? Có rồi đó. Hình vậy nó dính cả nhà. Đây bụi tre cả nhà. Đây là cái bờ ranh thẳng ra. Đặt cái bẫy ngay đây nè. Chỗ này hay. Bẫy đặt cũng hay lắm nha cả nhà. Bự không? Đi. Con gì đầu tiên cả nhà ơi. Đi đi. Trời ơi, bà nội tôi băng cái bụng ông nội tôi. Thằng nữa cả nhà ơi trời. Nặng cái bụng cái tưởng mình nhắn nhất không ông nội. Mới dính thôi. Lấy cái cục. Cho cái xác hơn còn cổng nữa. Trời ơi nha. Thiếu nó ba ối cho cả nhà xem nha, rụng. Bộ cái nhà. Còn cổng ấp mái cả nhà. Vô chuột đặt lại. Thành công con cái nữa nha nha. Xịt thuốc cỏ chết trơn cả nhà. Chống. Này khu này nó im lắm. Nhưng mà chiến gồ chạy cũng không mạnh. Thử thứ hai. Không có dám gì đó mình trời. Nó bự quá nha. Chiến hai con luôn cả nhà. Không hả được chuột luôn trời. Chiến cặp luôn không hả được chuột trời trời. Má luôn cả nhà. Thành công không có cây chống rung, rung lắc cả nhà thông cảm với thành công cả nhà. Tình hình dịch Covid này mỗi cái sự kinh tế ai cũng thắt thoát chứ. Thăm đi gắn thì cũng gắn, cố gắng đi thăm chán cả nhà. Dính nhiều nhiều. Tình hình này cũng ngon lắm nha. Sáng ta bán đắt bán gì từ lừa hết trơn nha. Cái nhà ơi, thành công mới ốp máy tóc chạy cả nhà đà đồ đắt quá trời đi năm số người ngay lại thành công tóc ốp máy tóc chạy luôn rồi quay đoạn video tiếp tục nữa cả nhà. Rồi, chuột nó nằm trống không ra gì hoặc tay bắt từ con được không đấy. Lên trời ngứa dữ cả nhà bà cỏ ngứa chết nó dám được gì lắm ta thấy bự quá đấy.
trốn cái bụi chuối luôn, không biết mấy ông nội tôi gặp không. Con này 300g, 300, 320 hai con nhỏ xíu xíu cả nhà, hư đuôi chứ không còn mất máy luôn cả nhà, bị chuột gình gình hồi đặt lại chứ chưa dám đặt nữa cả nhà, lội qua tới đây luôn rồi. Đây hình công con cái cả nhà, mấy con thợ mấy con thầu nó vô coi nó mua nguyên khu này cả nhà ơi, bà chủ rắc bà dẫn đi vòng 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 khó thấm chết. Thanh vẫy bậm bậm mồi là biết còn chuột rồi cả nhà ơi. Cái này không dính cả nhà. Thua. Con bắt máy cả nhà. Đây hình công con cái cả nhà. Nãy giờ hình công thăm cũng có chục cái cả nhà. Quá trời người ta lội người ta đo đắt chứ người ta ấy. Khu này người ta chuẩn bị bán cả nhà. Vòng vòng nãy giờ dính 3-4 mini nữa hình công bắt không quay được cả nhà. Trốn bắt không. Cái này rồi không dính luôn cả nhà. Thua luôn cả nhà. Thì có 3-4 mini nữa cả nhà, sáng vậy gắn gì kìa, quá trời người ta sáng người ta đo đắt cả nhà, không sợ mấy người đó nhưng mà thấy ngại cả nhà, thành công không quay cả nhà thông cảm nha. Bắt thêm 3-4 mini gì đó, thành công bắt máy cả nhà, cái này không dính cả nhà. Đền công con cái cả nhà, này luồng này dính đi hàm quá nhà, mới được có con gì mà mini cũng nhiều cả nhà. Cái này người ta dĩ để phát cỏ, kêu bán đắt giùm lum chân cả nhà. Ủa thấy xa xa thấy gắn bự lắm cả nhà. Hai con luôn hả? Này gắn đi ăn dữ cả nhà. Trời trời, hai cái đầu luôn. Con mini con gì vậy? Không biết, chắc con mini nhiều chứ. Ủa này hai gì rồi anh ơi? Hai con này cặn cỡ một cả nhà ơi. Ồ bự không cả nhà ơi. Con gần nửa ký chứ con chắc 350 quá. Trời ơi nó sướng cả nhà ơi. Lắng cót cái lợp luôn trời. Chỗ đơn giản mình dính cặp gắn ngon trời. Gì nữa mà không có con nhất nào chân trời. Trong nó khóa hết trơn rồi gắn dạ ra ngoài. Với thì đặt bẫy thiệt cũng phải nó muốn nhục luôn. Kiếm nó nhất chặn thắng vậy trời. Vô bọc gắn rồi nè. Cái nha. Được nhiều cái nha. Còn gắn nào nó nãy thành công bắt. Rồi tới nữa rồi. 4 con mini nữa. Mưa tới nữa kìa. Người ta đi nghe chăng thì nít trong chuối bắt xong quay được cái nha, quay cái nói chuyện cái nha. Còn nó bự cái nha. Nó muốn nhất luôn cái nha. Con đó thì nhỏ, hai con này cặp. Đái chua lét cái nha ơi. Vô bữa nay tình hình bữa nay là dữ lắm rồi cả nhà, hai chị mấy vậy đó mô hành toàn tập luôn cả nhà, hành còn ấp máy vô chuột đặt lại cả nhà. Đền công con cái cả nhà, bên đó anh ta phát cỏ cả nhà, thăm đại luôn, ông thăm lẽ bỏ cái lợp này. Cái gì vậy? Bành gắn chân chuột quá bự đi. Những mini còn chuột luôn cả nhà. Thọt nãy đến thọt tay bắt luôn cả nhà. Quay biết gì nữa. Thành công ấp máy cả nhà. Ca này nhỏ xíu. Thành công con cái cả nhà. Cái này cứ rồi hẻo cả nhà. Cứ rồi anh cũng bảy anh cũng bay này không dính. Này không dính là dở lắm thiệt tình luôn. Mé gì. Rồi còn chuột luôn cả nhà, dở thiệt. Tức gì đâu trời. Không có ấp máy cả nhà. Mấy cái mà nó không dính, nó chầm chầm mưa dính nó bự cả nhà. Nó không có con nhỏ. Không có ấp máy cả nhà. Thành công con cái nữa cả nhà. Nắng gì đâu tàn sương mạng luôn cả nhà. Nắng thấy ghê. Này dắt bờ không ngon không. Nắng lại dính ngon. Còn chuột tiếp tục luôn cả nhà, không dính luôn nghe cả nhà. Không có máy cả nhà, quá tệ. Bờ quá trời với gừng gì đâu không dính trời. Nhà đẩy mới rút cái lợp trong bụi luôn đỉnh nha cả nhà. Dính lục mềm cả nhà. Trời trời vô hai ban chuột luôn đấy. Này anh vô lộn cái gì? Có
ngoài vô nè, bự nè. Con hụt mẹ ghê quá nha, hai con chuột luôn. Trời, nó cắn con chuột nhỏ mù mắt chứ. Mình còn ốp máy xử lý nó ngay cả nhà. Quá ghê. Thiệt tình. Đây thành công con cái ngay nha. Con cái này nãy giờ không dính gút lắm, để phụ luôn cả nhà. Bự luôn, nắng hụt. Rồi yến nữa cả nhà. Mini nữa cả nhà. Thì cũng trọng cải cả nhà. Con này cũng 250 có trên. Để lúa sắt gà trời. Gán vụ lâu. Trời trời nó dập ra yến một cái nó trời vụ lắm rồi. Dữ dằn ngoài luôn. Mai dính nhà đều đều cả nhà. Đây mà dăng có tới ngoài này luôn. Như bị quá, 250 vậy. Còn 3 kg được cả nhà, hữu hành không? Mới thấy bơ lớn 20 con nó chà bá lửa mà không hà. Còn bắt máy cả nhà. Bà này thành công còn cái nữa cả nhà. Cái gỗ dính mini. Đây nó chống dọc rồi không biết sao. Còn chuột cả nhà. Cái này không dính cả nhà. Kì. Mình còn bắt máy cả nhà. Đội ngoại vô thăm hai cái lợp nên cả nhà. Thành công ngồi đây cả nhà. Quá nắng, tuốt quẩn, thành công cũng không có đi theo cả nhà. Rồi bị đạp banh trên cái gì cả nhà. Đất nãy đạp banh cái đợt gắt ra luôn rồi. Ra luôn hả? Ra luôn, mới cái đợt luôn rồi. Cái gì nha. Trời trời. Con cái dính ngựa nè. Trời trời. Đầu không có nhà. Ôi trời, con gắn ở đâu phải gắn nhỏ mà cái hầm gắn ba lớn gì mà gắn sao nhỏ. Nó chèn ra cái lỗ ba lớn gì sao gắn nhỏ được. Còn ốp máy để bắt hổ ngựa cái nha. Trời. Đền công con cái nên nghe nha. Nắng thì mồ hôi mà hám mẹ con đi ra lượt một nha. Không có gặp ngắn nhất là sao, chán thiệt chứ. Hai con nữa hả? Trời trời, nó ỉa đi cái này. Nó ỉa nè, đầy miếng hôm. Ồ, hai con nữa cả nhà, hai con này hàng nhì hết luôn cả nhà. Nó gà chạy hai con hoài luôn trời, ỉa hai đầu luôn. Hai nặng lứa một cả nhà. Bự. 700 gram thôi. Cái đồ dính cái chứ thấy được thả gì đâu này. Đổi con tới tới đời. Không biết được gì không, chắc không được. Hai con lứa một không biết được gì không cái nhà. Thấy bự bự không, không biết. Vì nhà căng thử biết cái nhà. Còn ốp máy cả nhà. Đèn công có cái cả nhà. Đèn công cũng thấy tình hình cũng trúng không biết sao đây. Giờ này chưa con nhất 3, 4 nhì, 5, 6 nhì gì rồi. Nãy gì đó mà mấy ông đo đắc cỡ cái gì đó mà cũng đạp như vậy thành công được cả nhà. Hay thiệt chứ. Rồi còn chuột cả nhà ơi, cái này không dính nha cả nhà. Thua nữa đó cả nhà ơi, kỳ vậy đó. Thành công ốp máy cả nhà. Thành công có cái cả nhà.
gì nữa rồi. Tiếp hai con chết hết luôn rồi. Trời ơi, cái chuột này cả nhà ơi. Chuột nó xử hai gắn có thành công luôn cả nhà. Chết chưa? Quá trời bự, con này dữ lắm, bự rồi nữa. Chết thả luôn. Con nó muốn nhì luôn, cắn chết hết trơn hai con luôn. Trời, con chuột này thành con quỷ. Chết thả con chuột đó luôn. Luôn đó cái này. Chút rồi. Để đi hốt đi. Trời trời này cái nha. Con này nhỏ sao. Gần 300 g thiên con này. Thả nó luôn, trời. Cắn kiểu này nuôi nó lại nó làm banh trên cái nha. Còn con ốp máy nha, uống quá. Hai con này 40.000 bà. Cái gì luôn không trời. Con ốp máy cái nha. Đây còn con cái nữa cả nhà. Chết gắn hai con uống hết biết cả nhà. Gì đâu hoài. Ôi, con chuột luôn cả nhà, con dính nữa. Dính cái chết. Thành công ấp máy cả nhà. Đây còn con cái nữa cả nhà. Trời ơi, rồi chó lôi nữa cả nhà. Gì đâu hoài đó trời. Xong luôn. Còn chuột luôn cả nhà. Banh trên. Còn con ốp máy cả nhà. Chuyện gì nó tới, nó tới nữa. Cả nhà ơi, nãy giờ thành công thăm thêm hai cái dính được con mini với con con hiệu còn nhỏ cả nhà. Mini chút xíu cả nhà. Biết bảy thăm đâu có tiêu được cả nhà. Con mini nè. Cái con hàng nhỏ đây nè. Con hàng chừng 200-300 g cả nha. Thành công ốp máy bắt hai ngắn này. Anh Bảy bỏ ra cho anh Bảy bắt cả nha. Hai ngắn nhỏ quá. Thành công đi đặt lại 27 này cả nha. Gấp rồi cả nha. Chuyển mưa nó biết chịu mưa không cả nha. Thành công ốp máy cả nha. Đây thành công con cái nha cả nha. Nãy giờ nè. Ừ. Còn cả chục cái nữa cả nhà, chục cái nữa là hết cả nhà. Không thấy mặt hành nhất ra làm sao, dính thì có dính nó mèo á bự không. Trời, trời. Cái hèo quá rồi cả nhà ơi. Kỳ cả nhà. Bắt biết rồi. Kỳ trên ký cả nhà. Wow. Bắt thêm nó ra cả nhà, tháo cái đầu lưới trước đi. To cả nhà. Nặng quá sợ nó sốc hôm cả nhà. Cái hôm mình không bén nữa. Ký trên ký cả nhà. Khù thấy ghê cả nhà. Để nằm xuống anh này. Để nằm xuống dưới đất này. Dựng lên cho sợ sốc hơn. Còn này trên ký anh đây. Bụng cái này. Này bắt coi kỹ nữa không được cả nhà. Bị cục ăn cả nhà. Này, trên 4 kg gì đó cả nhà. Bánh hộ mà trên cả nhà. Thank you.
sao ấy trời. Chưa trơn này. Gà. Hốt nghe con gà nó nhẹ nhẹ lại đi. Thật biết cả nhà. Trên ký cả nhà. Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Hấp biệt gắn cả nhà. Gắn này trên ký xa cả nhà. Vì đây là cái lợp thành công ăn ngọt xếp mà thành công không biết sao mà nó phá luôn. Trên ký, cắn này ký 1, ký 2 cả nhà. Bắt ra bự ghê cả nhà. Rỉ cổ. Bỏ ngắn này vô. Một ngắn chắc tôi sách vô này tôi chắc tôi xỉu luôn á. Sao bầy kia bên này chắc sao bầy kia nữa cái nhà. Nhà thấy không gà thành công có hổ heo rồi đâu. Bên hai hổ heo, hổ ngựa chưa hết. Hai hổ heo, con hổ ngựa. Nói làm gì? Quá trời bột gắn cái nhà. Nãy kia bỏ dưới rồi kiếm cái túi mít hay gì kia sách rồi mà chết tao bên này luôn. 7 kêu lột cái túi mít của người ta. Bỏ dưới sông đi, bỏ dưới sông hồi người ta dở mua vỏ ta lấy cái sông luôn cả nhà. Không ấp máy cả nhà, quá sướng cả nhà. Đây thành công có con cái nè cả nhà. Xách cái bẫy phụ theo cả nhà, bỏ cái vô xách gắn đồ bờ đó cả nhà. Nặng quá anh bẫy này xách phê quá. Ha. Ồ, còn chuột cả nhà. Cái này kỳ gồi dính mini, cái này còn chuột cả nhà. Không dính cả nhà. Đây thành công có con cái nè cả nhà. Con hổ heo đã dính bụng cả nhà. Bự cái nữa ơi. Trời ơi. Cắn là vô lâu rồi gì đóng nhện từ lưu hết. Cái hai đầu để cái cây. Con mini cũng bự cái này. Chụp con này có mấy hột lúa. Viên đắng hà. Con cái bụng còn nó nốc. Chụp cắn tới giờ ra mắng. Chụp một con. Cái cưng. Nãy chết thêm hai con nữa chứ không chết hai con thế này thành công nhiều lắm. Như bị ta đạp hết cái. Đạp đi hết con nữa. Này. Bự mình bự hết biết 200 mấy gram. Một trời bọc gắn cả nhà. Anh quẩy anh bảy nó quẩy quẩy cái bọc gắn này bệnh luôn. Nắng này thấy vậy chứ thành công cũng hên xui, luồng này nó ấy, cái luồng kia nó cũng chạy cả nhà. Lợp vài cái là thấy lên ký phà phà cả nhà. Còn công ấp máy cả nhà. Đền công con cái cả nhà. Bẫy đặt không biết đường kiếm luôn hay gì cả nhà. Sát đầu đắng. Sát đầu kia luôn. Ô, ngay đây nè. Ngay cái nhánh màu u nè. Trắng trắng đó. Còn chuột luôn cả nhà. Cái này không dính cả nhà. Để kiếm cái lợp muốn khùng luôn cả nhà. Vì mà bẫy tặc nó làm hoài luôn cả nhà. Thành công ấp máy cả nhà. Thành công con cái cả nhà. Cái này cái nửa hết rồi cả nhà. Cái này kỳ gọi chết gắn luôn cả nhà. Rồi. Nên bẫy chồm chồm cho nó lúa rồi cả nhà. Cái này không dính nha cả nhà. Con cái cuối cùng nó hết rồi cả nhà. Con cái nó thành công cố gắng quay cho cả nhà mình xem cho rồi ha. Rồi cả nhà ơi, đây thành công con cái cuối cùng luôn cả nhà. Nhóc túi. Nghe bông.
Rồi cái cuối cùng còn chuột không dính luôn cả nhà. Rồi về nhà thành công kết thúc video căng gắn cho cả nhà mình xem ha. Thành công tạm dừng máy tại đây cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thành công về tới nhà nghe cả nhà. Thành quả của thành công trong ngày hôm nay cả nhà. Biết được này quá trời luôn cả nhà, biết được 5 kg không, thành công cũng không biết. Mới chuẩn bị cây căng hoa căng cho cả nhà mình xem. Con hô hèo quá trời khủng cả nhà. Hai con hô hèo. Trời ơi. Năm ký lô 8 cả nhà. 5 ký lô 8 còn 5 ký lô 7 nha cả nhà. Cả nhà. Nhà thấy hô hèo quá trời khủng cả nhà. Thành quả của nay thành công trúng nha cả nhà. Nhưng mà lại tiếp tục không có gắn nhất nha cả nhà. Một con hổ ngựa, hai con hổ hèo. Con hành gì 6-7 con gì đó cả nhà. Mini cũng nhiều nữa. Thôi thì thành công cũng kết thúc video tại đây cả nhà. Quá trời. Con chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Thì thấy hay nhớ ủng hộ thành công nha cả nhà. Để thành công có động lực làm những cái video săn bắt hay hơn nữa cả nhà. Thành công chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo cả nhà.